Minh ơi, hả? Ba bỏ xe lên đó cho con luôn á hả? Trời ơi, ba là cưng Minh số 1 luôn á. Đi chơi nó hóng tội nghiệp luôn á. Tới ngày nghỉ của ba nó là Minh biết rồi, nó ra cửa sổ nó hóng, không đi rồi nó hóng hoài luôn, nó hóng chừng nào đi thôi á. Hóng Minh, phải không? Phải con muốn đi không? Thương quá. Chị hai học giỏi quá, ba nghi ngờ người giáo giống con người nội. Ba này chị hai nói gì, chị hai thi 9-10 là đúng rồi, mà ba cứ nói tới nó lui hoài. Mùa hè cái hai hàng cây hai bên nó xanh mướt luôn á, nhìn đẹp quá không, nhìn thích không. Giờ ra tới biển rồi nè mọi người ơi, chạy vòng lại bãi cát nha, chạy vòng lại bãi tắm nha. Từ đây là đã thấy cây cầu ở đây đó, cây cầu mật ong á, còn đây là bãi cho mấy cái tàu câu cá đồ này, mấy tàu nhỏ đồ nè, tàu này tàu nhỏ nhưng mà đa số tàu tàu vỏ sắt không à, không còn tàu vỏ cây. Bây giờ kiếm chỗ đậu xe hơi bị cực đó nha mọi người. Mấy cái này là để người ta để cho mình thuê á, mình thuê lướt sóng. Mình chơi nước sống quá trời. Trời nắng vậy nè, là mấy cái trò chơi gì người ta chơi nè. Kẹt à. Đường này hẹp quá mà đậu xe nữa. Gặp đây ta đang thi công công trình nè. Trời, mấy cái miếng đất gần biển này là đất vàng mọi người, tiền không á. Đây mọi người tới biển rồi đây. Hôm nay á, người ta làm đường này là người ta lót gạch lên nhìn đẹp sạch sẽ quá nè mọi người. Ủa, còn chứ khúc cây là người ta đang làm nè. Cái đoạn dưới này người ta đang xây theo theo cái đường này nè, theo đường biển đó, ta xây nhà cửa quán ăn gì á quá chừng mọi người ơi. Biển này người ta lướt sóng quá chừng luôn kìa. Chỗ này sao dông dây dữ rồi ta. Nay mà người ta ra biển quá chừng luôn rồi, ta chơi ta lướt sóng luôn rồi. Gió cũng tiếp luôn nha, bữa nay gió lắm luôn. Lạnh quá, đứng hơi lạnh à. Minh với ba Minh đang kiếm chỗ cho mình nhập cá. Trời ơi. Bữa nay giờ lướt sóng là đúng bài luôn. Gió. Gió quá gió luôn. Có một số người bay lướt tuốt ngoài kia luôn kìa, xa xa ngoài kia luôn. Quá chừng người lướt sóng luôn. Ở dưới biển chắc ấm quá mọi người, nên người ta mới tắm biển rồi nhiều gì á. Hôm nay mới có vô mùa hè à. Mình đứng trên bờ gió nhiều hồi mình cảm giác mình lạnh nè, mà người ta ở dưới người ta chơi quá chừng luôn. Ngã cũng quá chừng luôn rồi. Vui quá à, đang ở trong nhà buồn buồn. Đi ra ngoài này nghe sôi động quá mọi người, mùa hè sôi động nó đến rồi. Ô trời, năm vui quá. Người ta tút tút ngoài kia luôn rồi. Nó chừng luôn.
Mình đang chơi. Mình chơi dập cát ở đây nè. Tina à. Tina ơi. Ảnh nhân. Ảnh nhân. Tina làm gì vậy? Mình. Mình chơi dập cát hả? Lướt lướt trên mặt sóng kìa. Ồ, tốc độ nhanh ghê luôn á. Công nhận luôn. Ồ, nhìn ngoài đó kìa, y như là nhìn xa y như là những con bướm đầy màu sắc đang bơi lượn vậy đó. Còn phía bên đây thì người ta tắm. Còn bên đây dọc cát, chàng ơi. Nè. Ngồi đây hội Minh nó phủ cát đầy đầu luôn á, nó múc cát nó đổ mẹ ngồi với mẹ hứng hết trơn. Minh con múc cát đổ mẹ ngồi với mẹ hứng cát hết trơn luôn kìa. Trời ơi chơi vậy hả, chơi vậy mà thích hả Minh? Trời ơi lạnh đó chứ, ra đây mình ngồi cũng hồi nghe lạnh đó chứ. Ôi nhanh ghê luôn á, mà anh thấy cái tốc gió độ gió nó nhanh không? Nhanh như là người ta chạy mô tô dưới nước vậy đó. Ô, nhìn bơi lượn ngoài bờ biển kìa. Mình giờ đâu hả Mình? Giờ đâu qua đây hả? Đất này đất này có nước có súc hơn không? Hả? Đất thằng kia, cát thằng kia nó không có nước súc bài sợ bài vô mắt con. Trời ơi. Mình bỏ đồ nghề của Mình. Mình lấy nước lên không? Lấy nước lên tưới không? Hả? Để lấy nước cho tưới. Đây nữa nè. Hay quá, ông này ông gái hay ghê luôn. Chơi rất là quen á. Thằng đó nữa kìa. Ở đây cũng có người ta chụp hình nữa kìa. Mấy người này chơi chụp hình nghệ thuật đẹp lắm nha mọi người. Mấy cái mình mà đang chơi trò chơi đồ gì nè, ở chụp hình nghệ thuật đẹp lắm. Bắt được những cái phản khách đẹp. Đây, ông này đứng đây, ông chụp hình đây. Đó. Đẹp lắm luôn. Ô, bài lên đó. Quá trời đẹp rồi. Đứng lại nhanh ha, mình thấy nhanh vậy mà ta kìm xuống nước cái lẫn ngừng rồi. Tớ uống nu hiện đại. Uống nu hiện đại. Trời ơi, nó cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy đó. Quá trời hay. Vui quá mọi người ơi. Đi ra đây nhìn thấy người ta chơi thôi cũng vui. Mà ra đây nghe tiếng sóng biển nghe nó cũng cảm giác là thư giãn đầu óc, kiểu như không biết người khác thế nào chứ mình thích nghe cái sóng biển. Cảm giác nó thương thái, nó thoải mái. Ở nhà kia nó cũng tù túng mọi người. Quá trời mấy chiếc cánh bờm đầy màu sắc kìa, chạy dù vô kìa.
Dính đi kim cương là xỉu luôn, mệt mệt hả? Con chơi ở đây họ dính hồ kim cương là xỉu ở đây luôn nha. Vì nó chơi mệt ngoài ai làm gì làm, mình cứ chơi thôi. Chơi vui không? Chơi cái gì ạ? À?